Xin chào mọi người đã trở lại kênh Handycam Vlog của Tùng. Thì Tùng mới đổi tên mọi người ạ. Có nghĩa là tên kênh của Tùng trước là Bây Đấu Trào Màu, nhưng Tùng mới đổi tên thành Handycam Vlog. Thì lời đầu tiên Tùng muốn gửi đến tất cả mọi người đã và đang và chuẩn bị theo dõi kênh của Tùng lời chúc sức khỏe tốt nhất và một Giáng sinh an lành. Đó, hôm nay là 23 tháng 12 thì chuẩn bị đến Giáng sinh rồi. Hôm nay thì Tùng về được mấy con máy. Đó, Tùng được về mấy con máy Sony Honeycomb siêu zoom, dòng cao cấp và dòng trung cấp. Thì Tùng muốn lên cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp Tùng nhé. Và nhớ bật chuông thông báo để xem những clip mới nhất mà Tùng sẽ lên. Thì sau đây thì Tùng sẽ cho mọi người xem mấy con máy mà hôm nay nó về. Chỉ có dòng Sony mọi người nhé, hôm nay thì chỉ có về dòng Sony thôi, chứ không có dòng Panasonic. Wow, đây mọi người nhé. Hôm nay thì Tùng về được 2, 4, 5, 6 con. Đấy, 6 con thì có một con CX405 thì có một bạn ở Hải Phòng chốt rồi. Thì bạn ấy thì cũng cơ bản là cũng toàn là anh em chơi cùng thôi. Thì bạn ấy chuyển khoản rồi. Lát nữa thì Tùng sẽ chạy đi gửi xe cho bạn đấy. Còn còn lại đây là 5 con. Thì bây giờ thì Tùng sẽ lên từng con một cho mọi người xem. Tất cả những con này ở dưới phần link, dưới phần mô tả thì Tùng sẽ để link review cho anh em xem nhá, cho nó dễ. Đấy, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng. Bật chuông thông báo để chờ xem những clip mới nhất mà Tùng sẽ lên về các dòng máy quay Sony hay là Panasonic siêu zoom. Vâng, đây là một con CX405 này mọi người này. Đấy, nó về hai con nhưng mà một con Tùng đã đóng hộp rồi. Tùng đã đóng hộp để chuẩn đi rồi. Thì đây là một con CX405 này. Đó. Con này có zoom quang học là 30x và zoom mở rộng là 60x. Chống rung quang học optical standby shot tích hợp sẵn trong ống kính. Màn hình 2.5 inch màn hình thường. Có pin tích hợp là FV NPBX1. Mọi người nhé, đây là pin tích hợp của 405 này. Đấy, pin nhỏ đút đít này. NPBX1. Sử dụng thẻ microSD M2 hỗ trợ lên 128GB. Đó, đây là con Sony HDR CX405 mọi người nhé. Hình thức ok. Con này thì giá tiền là rất hợp lý cho những anh em nào mà muốn mới bắt đầu sử dụng đến các dòng máy quay, nó sử dụng vào các công việc, giá cả hợp lý. Mới của nó bình thường như là đập hộp, chúng ta đập hộp mua mới ở ngoài Nguyễn Kim hay Bình Minh là 5.7 triệu. Đây là đập hộp, giá đập hộp của máy. Đây con CX405 thần thánh, gọi là cơn CX405 thần thánh. Và tiếp tục mình đây. Đây là con CX260V. Đấy, Sony HDR CX260V. Thì con này khá là đặc biệt. Là đặc biệt ở một chỗ, tức là có, con này có mic in này mọi người này. Đó, con này có mic in này, phù hợp với những ai làm YouTube, vlog hay live stream muốn sử dụng là mic rời. Đó, có mic in này, sử dụng pin FV này cho chúng ta có thể nâng cấp được lên pin này, dung lượng lớn này. Đấy, ví dụ như Tùng bây giờ Tùng sẽ lấy một quả pin dung lượng lớn lên cho mọi người xem nhé. Đây, đây là ví dụ của pin dung lượng lớn đúng không, FV100. Đấy, có thể lắp vào đây, mọi người thấy không, rất là đồ sộ. Máy rất dài. Đấy, con này là con Sony HDR CX260.
Con này được sử dụng len của Sony. Sử dụng len Sony. Đấy. Ống kính zoom quang học là 30x và zoom mở rộng là 55x, tích hợp GPS, chống rung quang học, optical standby shot. Góc ống kính con này là khá rộng mọi người nhé. Góc ống kính con này khá rộng này. Đó, góc ống kính khá rộng mọi người nhé. Chụp ảnh tĩnh là 8.9 megapixel. Sử dụng thẻ nhớ SD, thẻ nhớ lớn. Sử dụng pin FV. Mình có thể nâng cấp được lên pin dung lượng lớn. Đó. Con này là con CX260V. Và tiếp tục là con gì đây? Con gì đây? Con này là con CX330. Sony HDR CX330. Đó. Sony HDR CX330. Thì cũng giống như con 260 thì con này tích hợp pin FV. Chúng ta cũng có thể là nâng cấp lên pin dung lượng lớn nếu chúng ta thích và chúng ta muốn quay được lâu. Đó. Thì con này có độ phân giải chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel. Zoom quang học của nó là 30x. Zoom mở rộng của nó là 60x. Tích hợp chống rung quang học optical standby shot. Và tích hợp thêm cao cấp nữa là tích hợp wifi. Chúng ta có thể là chuyển dữ liệu từ máy quay đấy, sang điện thoại qua wifi mà chúng ta không cần phải tháo thẻ hay không cần phải dùng đến máy tính. Đó, rất tiện. Con này là màn hình thường 2.5 inch. Đấy, màn hình thường 2.5 inch. Sử dụng thẻ nhỏ, thẻ micro SD. Đó. Con này là sử dụng len của Sony, cũng Sony len G này mọi người này. Đó. Mình nói thêm về con CX260 mình quên mất, thì con này là sử dụng màn hình 3 inch cảm ứng mọi người nhé. Màn hình 3 inch cảm ứng. Đó, màn hình cảm ứng 3 inch. Thao tác rất dễ dàng và hình ảnh rất đẹp. Đó, con này con 260 màn hình cảm ứng 3 inch. Thì con CX330 này thì nó sẽ tích hợp thêm wifi cho chúng ta là chuyển clip từ máy quay sang điện thoại mà chúng ta không cần phải tháo thẻ, không cần phải máy tính. Đó, con này là con CX330 này. Máy đẹp mọi người nhé. Anh em nào cần sử dụng đến máy quay Hanicam dòng siêu zoom hoặc Panasonic để làm phục vụ các công việc trong cuộc sống thì anh em cứ liên hệ Tùng và đăng ký kênh ủng hộ Tùng. Nhớ bật thông báo để theo dõi Tùng. Tùng sẽ lên rất nhiều các dòng máy quay Sony siêu zoom và Panasonic siêu zoom nữa. Và tiếp tục vào hộp con này đi. Con này là con CX440 mọi người nhé. Sony HDR CX440. Thì con này là full book. Đó, Sony HDR CX440. Con này là tích hợp wifi này, sử dụng ống kính zig này. Đấy, bộ xử lý hình ảnh BO zig này. Đấy, công nghệ ống kính XMR này. Đó. Quay phim thì tất cả những dòng này là đã quay phim là full HD rồi mọi người nhá. Mình chỉ bán máy các dòng máy là quay phim full HD thôi. Chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel này, bộ nhớ trong 8GB này. Zoom mở rộng là 60x này. Đấy, quay chất lượng phim lên đến 50MB này, megabit này. Đấy. Và chế độ đua video red này để cho chúng ta là lấy file MP4 chuyển qua wifi sang điện thoại. Đó. Và con này là con CX440. Hàng sách tay Mỹ. Đây là con CX440 mọi người nhé. Đó. Sử dụng công nghệ ống kính Viro Taser này. Góc ống kính là 26.8mm. Zoom quang học 30x, zoom mở rộng 60x. Tích hợp wifi. Dòng này khác dòng PG440 là nó sẽ không tích hợp máy chiếu mọi người nhé. Dòng CX không có máy chiếu. Chụp ảnh tĩnh 9.2 megapixel này. Sử dụng pin BX này.
pin BX1 này. Cái dòng pin BX1 này thì cho chúng ta thời lượng quay như Tùng test ấy, thì nó khi Tùng sạc đầy và test pin thì được 2 giờ 11 phút là sập nguồn. Đấy, lại có một lần là Tùng test pin. Màn hình 2,5 inch thường này, màn hình thường này, 2,5 inch này. Sử dụng thẻ micro SD này. Đó, đây là con CX440 tích hợp Wi-Fi. Và tiếp tục Tùng sẽ lên cho anh em một con. Con này là hàng cao cấp mọi người nhá. Con này thì thật ra gì cũng có người chốt rồi. Đó, có một anh Hải Dương chốt mất rồi. Con này là con PZ540. Đây. PZ540. Sony HDR PZ540 cao cấp của Sony. Đó, con này thì được sử dụng ống kính là Sony Lenger này. Chống rung quang học 50. Ống kính là thiết kế ống kính mắt liếc mọi người nhá. Đó, ống kính mắt liếc này. Và filter chúng ta có thể sử dụng bọn này là filter 46mm. Thu âm 5.1. Thu âm 5.1 tích hợp Wi-Fi, tích hợp máy chiếu. Đó. Zoom quang học là 30x. Zoom mở rộng là 60x. Ở đây chúng ta có vị trí gắn mic rời này, đèn flash này. Đó, con này là tích hợp Wi-Fi, máy chiếu, tích hợp bộ nhớ trong flash, tốc độ cao 32GB. Đó. Mic in này, audio out này. Sử dụng khe cắm thẻ nhớ micro SD này, M2 này. Và màn hình 3 inch cảm ứng. Đó, màn hình 3 inch cảm ứng mọi người nhé. Sử dụng rất tuyệt vời, chống rung cực tốt. Đây là thanh gạt máy chiếu này, thanh chỉnh focus máy chiếu này mọi người. Đó. Sử dụng pin FV mọi người nhé. Chúng ta cũng có thể nâng cấp pin lên dung lượng lớn. Đó, rất là đồ sộ. Rất là đồ sộ luôn. Thu âm 5.1. Tích hợp Wi-Fi NFC. Máy chiếu. Đây là con Sony HDR PZ540, hàng cao cấp. Thì mấy con này là cũng mới về thôi, Tùng vừa mới về thôi. Thì có một con 405 thì một anh ở Hải Dương thì cũng đã chốt. Một bạn ở Hải Phòng đã chốt rồi. Thì con PZ540 này thì một anh ở Hải Dương cũng đã chốt rồi. Là lấy anh ấy gọi cho Tùng và nhờ Tùng tư vấn. Thì con này là có mic in. Đấy, anh ấy muốn sử dụng là cái dòng có mic in để anh ấy chắc live stream. Đó, đây là tất cả những con máy Tùng mới về hôm nay. Thì anh em nào cần dòng máy nào đấy, thì Tùng vẫn cứ để link review ở bên dưới phần mô tả của sản phẩm. Anh em cần thì cứ liên hệ với Tùng. Tùng luôn đảm bảo chất lượng về các sản phẩm mà Tùng giao cho anh em. Bao lỗi đổi trả và có bảo hành kèm full phụ kiện cho anh em sử dụng. Đấy, sẽ không thiếu một bất cứ cái gì cả. Đấy, ngoại trừ là có pin dung lượng lớn hay là chân. Đấy, thì mọi người phải mua ngoài rồi. Đấy, còn pin theo máy, sạc, cáp, túi, thẻ là Tùng sẽ kèm đủ mọi người nhé. Đây là 4 con này, CX405 này, CX260 này, CX330 Wi-Fi này, CX440 Wi-Fi này, và PZ540 Wi-Fi máy chiếu cao cấp này, chống rung 50, ống kính mắt liếc này. Đó, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng nhé. Và nhớ bấm chuông để nhận các thông báo và các video mà Tùng sẽ mới lên. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình cũng như người thân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem những clip của Tùng. Chào mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.